xin chào tất cả các bạn rất vui vì ngày hôm nay chị lại được gặp lại các em trong một buổi phát trực tiếp như thế này không biết là có bạn nhỏ nào lên xem cùng với chị chưa nhở à bạn nào đã lên học cùng với chị rồi thì các em có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận được không nào <laughs> hôm nay thì chị gặp lại các bạn ở trong một khung giờ cũng khá là muộn rồi đúng không nhưng mà chị mong rằng là không giờ này thì các bạn cũng đã hoàn thành được những công việc dọn dẹp nhà cửa này hoặc là những công việc mà chúng ta chuẩn bị cho dịp Tết năm nay được không nào? Ừ, xin chào Tuyết Trinh, xin chào các em. À, xin chào Diệu Nhi. Ok, xin chào các bạn. Ừ, không biết là Tết này thì các bạn đã sắm sửa cho dịp Tết ở nhà mình như thế nào rồi? Ừ, một dịp Tết rất là đặc biệt, đúng không nào? Một dịp Tết mà để lại cho chúng ta rất nhiều những cái suy ngẫm và rất nhiều những cảm xúc Không sao, à, dù là chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào thì chúng mình vẫn phải giữ nguyên với cái mục tiêu học tập của chúng mình đúng không? Ừ, đó cho nên là với lý do đó thì hôm nay chị sẽ cùng chia sẻ với các bạn những cái cách để chúng ta làm sao ôn tập môn văn trong dịp nghỉ Tết thật là hiệu quả nhá Được không nào? ừ buổi hôm trước thì chị cũng đã chữa cùng với các bạn một đề liên quan đến tác phẩm mùa xuân nho nhỏ rồi thì ngày hôm nay sau cái buổi hôm đó chị thấy được rằng là cũng có khá nhiều bạn vẫn còn lúng túng trong việc là chúng ta tự ôn tập trong dịp tết này như thế nào thì hôm nay trong phần phát trực tiếp này các bạn có thể cùng đồng hành với chị chúng ta sẽ cùng với nhau uh, lập ra một cái bí kíp để làm sao chúng ta ôn văn thật là hiệu quả trong dịp tết này nhá à xin chào hương thảo xin chào các bạn Ừ, giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này được không nào? Ừ, giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này, sau đó chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu xây dựng một cái lộ trình, hay nói cách khác là những cái bí kíp nho nhỏ thôi mà chị muốn nhắn nhủ với các bạn trong quá trình chúng ta ôn văn trong dịp nghỉ Tết này nhé. Ừ, được không nào? Ừ, giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này. <laughs> rồi xin chào các em, ừ, chào Lan Anh này, chào Ngọc Thanh. rồi xin chào các bạn. Đó thì để bắt đầu với buổi trực tiếp ngày hôm nay nhá. Thì trước tiên, chị muốn hỏi các bạn là các em có ý định ôn tập môn văn trong dịp nghỉ Tết này không? Thật sự chị muốn đặt ra một câu hỏi như vậy bởi vì rằng là nếu như nói là có ý định thì chắc chắc có lẽ là bạn nào nghĩ đến cũng khá là háo hức đấy đúng không? nghĩ rằng là dịp nghỉ tết này thật sự là dù là không ai muốn nhưng mà chúng ta cũng uh, phải chuẩn bị trước cho cái việc là chúng ta sẽ phải học online này sẽ có một cái kỳ nghỉ tết cũng khá là dài đấy mặc dù là không ai muốn đúng không? nhưng mà chúng ta hãy cứ chuẩn bị cho cái sự chủ động của mình. thế thì ở đây À, rất nhiều bạn là mong muốn có thể ôn tập trong dịp nghỉ Tết này đúng không nào? Thật ra nghỉ Tết thì nhiều bạn coi đó là một cái cơ hội vàng để ôn tập đúng không? Rồi thậm chí có nhiều bạn là học ở trên lớp dịp gần Tết rồi xong bảo là Ôi thôi, đoạn này chưa hiểu lắm thôi để về nhà Tết nghiền ngẫm lại đúng không nào? Đấy bởi vậy mà chị thấy rằng là dịp nghỉ tết này khi mà chúng ta ở nhà này có nhiều thời gian hơn thì khi đó cái sự tự giác của các bạn nếu như được phát huy thì chúng ta sẽ có đây là một cái cơ hội để ôn tập lại, ừ, để ôn tập lại những cái kiến thức mình đã học trong năm này. Sau đó là chúng ta có thể đặt ra những cái mục tiêu mới, tự tìm hiểu trước những cái nội dung mà chúng ta sẽ học tiếp tục ở trong chương trình học. Vậy thì làm thế nào để ôn văn dịp nghỉ Tết này hiệu quả? Ừ, những môn khác thì chị không chị không giảm bàn nhá. Chị chỉ chia sẻ với các bạn bí kíp liên quan đến môn văn này. Ở đây chị sẽ có cái bước đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu và nội dung ôn tập. Mục tiêu hay là nội dung ôn tập có nghĩa rằng là uh, các em phải hiểu là trong môn văn của chúng mình nhá chúng ta có ví dụ là có ba mảng nội dung có ba mảng kiến thức thứ nhất thứ nhất là kiến thức về văn bản này đúng không thứ hai là kiến thức mà liên quan đến phần tiếng việt thứ ba là kiến thức trong việc mà chúng ta luyện viết tập làm văn đấy có nghĩa là làm những cái bài văn những cái đoạn văn hoàn chỉnh tùy vào cái cấu trúc dạng đề thi cấp ba của chúng ta đúng không đó cho nên là bây giờ cái việc mà các bạn cần phải xác định là các em đang còn yếu phần nào này em còn chưa tốt ở phần nào và em mong muốn là trong dịp nghỉ tết này em sẽ ôn tập tốt được nội dung nào đó sau đó khi mà xác định được cái nội dung đấy rồi thì em mới có được những cái định hướng cụ thể hơn chứ bây giờ cứ nói là ôn tập môn văn đó thì bây giờ môn văn mênh mông bể sở như thế làm sao mà chúng ta ôn tập được hết cứ nghĩ là nghỉ tết dài nhưng mà nếu như mà không trọng tâm được ấy thì chúng ta sẽ rất khó có thể gọi là có một cái sự bứt phá trong dịp tết này thật sự cho nên là chị nghĩ rằng là các cái bước đầu tiên là các bạn xác định cái nội dung cần ôn tập ở trong dịp Tết này và chị đoán nhé, chị đoán theo chị đoán là các bạn sẽ muốn ôn tập về cái phần văn bản là nhiều nhất đúng không? Bởi vì là cái kiến thức về văn bản là kiến thức nó khá là trọng tâm, phải có kiến thức nền về văn bản thì chúng ta mới làm được những bài văn này đúng không? Phải có kiến thức nền của văn bản thì chúng ta mới có thể làm tốt được cái câu hỏi mà có cái điểm số cao trong đề thi của chúng mình chính xác là như thế đúng không nào? Đó, cho nên là nếu như mà chúng mình xác định được nội dung ôn tập của chúng ta là về kiến thức nền của các văn bản đi thì tiếp tục sau đó chúng ta lại vạch ra là a à, trong kiến thức nền của các văn bản thì chúng ta có tổng cộng bao nhiêu văn bản này. Đó, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu văn bản? Nhìn một loạt danh sách các văn bản này đi. Ví dụ là em muốn ôn cả từ kỳ 1 chẳng hạn Có đồng chí có bài thơ về tiểu đội xe không kính này Đoàn thuyền đánh cá này Ánh trăng này Bếp lửa này Đúng không? Rồi những tác phẩm văn xuôi như là Làng này Chiếc lược ngà này Lặng lẽ Sapa này Sang đến kỳ 2 chúng ta có À mùa xuân nho nhỏ Viếng lăng bác Sang thu Đó Đó là những cái tác phẩm mà chị nghĩ là các bạn đã bắt đầu học đến đến đoạn đó rồi đúng không? Ừ đấy Cho nên là khi mà chúng ta viết danh sách một loạt những tác phẩm đấy ra rồi các em sẽ thấy được là mình đang còn yếu ở tác phẩm nào, bắt đầu lên cái lộ trình ôn tập, bắt đầu lên cái lộ trình ôn tập và sau đó làm đúng với cả cái lộ trình đấy. Ví dụ như là ngày hôm nay à ngày 29, ngày hôm nay là ngày 28 Tết đúng không nhỉ? 28. Đó xong rồi ngày mai, ngày mai các bạn xác định là sẽ ôn tập văn bản nào này thì đúng là phải ôn tập cái văn bản đấy. Được không nào? Thì cuối phần phát trực tiếp này chị sẽ chia sẻ kỹ với các bạn cái quá trình chúng ta ôn tập một văn bản ra sao nhá. Được không? Với quá trình chúng ta ôn tập một văn bản như thế nào? Ừm, thế, được chưa nào? Ok chưa? Thì cái bước đầu tiên là phải xác định được đúng cái nội dung đấy nhá Và cái lời khuyên ở trong bước này là Đừng ôm đồm nào, đừng ôm đồm Có nghĩa là uh, chị biết là nhiều bạn khá là hoang mang Phần nào em cũng yếu, phần nào em cũng chưa tốt Thì phải ôn hết chứ chị ơi Nhưng mà chị nghĩ rằng là khi mà chúng ta ôn tập có trọng tâm ý Thì nó sẽ có hiệu quả hơn thay vì việc là mỗi thứ động vào một chút Mà lại không đạt được cái sự kỹ lưỡng đấy cho nên là uh, chị nghĩ rằng về cái mảng kiến thức về kiến thức nền của các văn bản ý là các bạn cần phải ôn tập kỹ và hãy tranh thủ cái dịp Tết này chúng ta ôn tập thật kỹ về nội dung của văn bản được không? Đó, tiếp tục này, sau khi bước 1 hoàn thành xong, chúng ta sẽ có bước thứ hai đó chính là ôn tập theo đúng cái kế hoạch đã đề ra thì cái này chị vừa mới nói rồi. À, được không nào? Bây giờ chị sẽ lướt nhanh qua bước này để sang bước 3 và lấy ví dụ cụ thể cho các bạn để các bạn hình dung ra được. Ok chưa? Tiếp tục này, bước 3 của chúng ta à là chúng ta phải kiểm tra lại kết quả ôn tập. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là nếu như không có cái bước kiểm tra này thì chúng ta sẽ không thể biết được là cái việc ôn tập của chúng mình nó nó có đạt hiệu quả hay không cái việc kiểm tra này có thể là các em tự sưu tầm những đề bài ở trên mạng à, Những đề bài mà trong tỉnh của mình đã thi của các năm trước liên quan đến các văn bản này Chúng ta sẽ tự làm những bài đó ấy sau rồi hoặc là cái việc quá trình tự kiểm tra này là các em tự viết kết quả mình ôn tập được thành một quyển sổ mới này thành một cuốn ghi chép mới đó sẽ là cái cuốn ghi chép mà à, ghi lại tất cả những kiến thức mà em đã nằm lòng rồi trong quá trình ghi chép đó em hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ tài liệu nào cả hình dung ra không nhá đấy thì chị nghĩ là với ba bước đơn giản như thế này thì các bạn sẽ có thể là tranh thủ được cái dịp nghỉ tết này chúng ta có được cái sự ôn tập tốt cho môn văn Ok chưa nhá Bây giờ chị sẽ lấy ví dụ nếu như các bạn đối với những bạn nào muốn ôn tập về văn bản đi được không thì chị sẽ uh, hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta ôn tập làm sao mà nắm được vững kiến thức nền của văn bản này ở đây chị sẽ dùng sổ tay văn học tập 1 Tức nghĩa là cuốn sổ tay gồm nội dung của các văn bản thơ Để đồng hành cùng với các em nhé Ví dụ, chị muốn lấy ví dụ của một tác phẩm Không biết là các bạn đã học đến chưa nhỉ Tác phẩm nói với con của nhà thơ Y Phương Được không? Tác phẩm nói với con trang 211 Ở đây Chị sẽ lấy ví dụ trong cuốn sổ tay này để các bạn hình dung ra cách mà chúng ta vừa học này, vừa trình bày này, được không? Đây, 211. Ở đây chúng ta có một văn bản. Ừ, chúng ta có một văn bản nói với con của tác giả Y Phương. Thì chị lấy ví dụ về văn bản này cách mà chúng ta ôn tập này. Đầu tiên, bao giờ cũng vậy kiến thức về văn bản sẽ có hai mảng. Thứ nhất, thứ nhất là về tác giả, thứ hai là về tác phẩm, đúng không? Thì về tác giả, các em hãy à chúng ta sẽ đọc trước. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải đọc lại toàn bộ kiến thức nền liên quan đến văn bản đó. Được không? Đọc lại toàn bộ kiến thức nền liên quan đến văn bản đó Về tác giả thì các em cứ ghi nhớ theo ý chính Về cuộc đời này À đầu tiên là về tiểu sử Thứ nhất là về tiểu sử của tác giả Thứ hai, thứ hai là về cuộc đời của ông Có nghĩa là à ông uh, trưởng thành trong thời kỳ nào này đúng không nào? Ông có phải là một nhà thơ hay là một nhà văn chiến sĩ hay không? Tức nghĩa là có trưởng thành trong môi trường quân đội hay không? Đó, rồi là ông sáng tác trong những giai đoạn nào này Đấy, là bước sang đến cái bước thứ ba cái ý thứ ba chính là a à, chính là sự nghiệp sáng tác và trong bước thứ ba này chắc chắn không được quên nhá là ý liên quan đến phong cách sáng tác của tác giả cái ý này nó sẽ giúp cho các bạn trong quá trình chúng mình phân tích này và khi mà chúng ta giới thiệu về tác giả cũng sẽ là một cái ý rất là chất lượng đấy một cái ý rất là tốt ok chưa đó thì ở đây chị lấy ví dụ rất ngắn gọn nhá đầu tiên liên quan đến tiểu sử và cuộc đời của tác giả à tác giả y phương thì tên khai sinh là hứa vĩnh xước người dân tộc tày ông sinh năm 1948 quê ở trùng khánh cao bằng và cái ý thứ hai liên quan đến sự nghiệp sáng tác của ông đó chính là về à phong cách sáng tác của tác giả này Ok chưa? Thì các bạn hoàn toàn có thể chỉ cần ghi lại những từ khóa thôi Ví dụ như là À, thể hiện tâm hồn chân thật này Có sự mạnh mẽ, trong sáng Ok chưa? Cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi, cái này rất đặc trưng cho phong cách của Y Phương đây này. Đó, rồi, đấy, thì ví dụ về tác giả như thế thì các em cần phải đọc, đọc lại toàn bộ kiến thức nền trước chứ chúng ta sẽ không hấp tấp trong quá trình ôn tập nhá. Đọc lại toàn bộ kiến thức nền. Đây, đấy là về tác giả, còn về tác phẩm thì sao? Về tác phẩm thì các em sẽ có những cái ý liên quan đến khái quát về hoàn cảnh sáng tác này. Ok chưa? Về thể thơ này hay là mạch cảm xúc và bây giờ sẽ bước đến cái phần phân tích chi tiết đây là một tác phẩm mà nhiều bạn uh, gọi là khá là sợ đấy bởi vì là với những cái hình ảnh nó rất là với những cái từ ngữ rất là giàu hình ảnh và giàu ý nghĩa biểu tượng ở trong bài thơ này thì nhiều bạn khá là sợ nhưng chị nghĩ rằng là một bài thơ mà có rất nhiều thứ để phân tích như thế thì các em phải coi đó là một cái sự lợi thế cho mình chứ bởi vì có rất nhiều thứ rất nhiều điều chúng ta có thể viết và dựa vào đó mà đấy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta không bị quên ý thì vẫn là việc đầu tiên là các em phải đọc đọc lại toàn bộ kiến thức nền chúng mình đã được học các em có vở ghi trên lớp này đúng không nào chúng ta có cái vở ghi mà chúng ta tự uh, sưu tầm tài liệu này thì việc của các em đầu tiên là phải đọc lại toàn bộ những phần đó nếu như mà bạn nào cái quá trình ghi chép cái quá trình ghi chép chưa được khoa học ấy thì là à thì em phải tự ghi lại có thể bằng sơ đồ tư duy đúng không thì cái bước đầu tiên đó là em có thể được sử dụng tài liệu là em tham khảo và đọc lại toàn bộ những gì mình có liên quan đến tác phẩm và nhớ là phải đọc một cách có trình tự có hệ thống hệ thống ý lại chứ không phải là chúng ta đọc toàn bộ những cái bài phân tích rất dài thì như vậy cái quá trình đọc của chúng ta rất khó để chắt lọc ý ra đó đọc xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tự ôn tập này đó là chúng ta học thuộc thơ thì các em sẽ ghi toàn bộ thơ ra ghi toàn bộ thơ ra mà chúng mình đã học thuộc ấy sau đó là các em sẽ gạch chân dùng cái bước như hôm vừa rồi chị phát trực tiếp cùng với các bạn liên quan đến bài mùa xuân nhỏ nhỏ ấy đó là khi mà chúng ta có thơ ở trong tay rồi là các em ghi thơ ra em nhớ được bao nhiêu về thơ em viết hết thơ ra sau đó là em dùng bút đó em dùng bút gạch chân vào trong nháp đấy những cái từ ngữ nào bắt đầu trình tự phân tích này à ta sẽ phân tích từ ngữ nào đầu tiên đúng không à ở đây nhá chân phải bước tới cha chân trái bước tới mẹ một bước chạm tiếng nói hai bước tới tiếng cười người đồng mình yêu lắm con ơi đan lờ cải nan hoa vách nhà ken câu hát rừng cho hoa con đường cho những tấm lòng cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời à ở đây thì với những câu từ này Đúng không nào? Với cái đoạn thơ này thì chúng ta sẽ chú ý vào những hình ảnh nào? Đó thì đấy chính là cái bước mà những cái câu hỏi em tự đặt ra trong quá trình chúng ta đã chép được thơ xong. Cái phần này các em sẽ hoàn toàn không có kiến thức à? À, chị xin lỗi. Hoàn toàn không có tài liệu bên mình nhá. Để mình tự ôn tập, tự ôn tập chính là cái bước này đây này. Khi mà chúng ta đã chép thơ xong rồi, hãy tự gạch chân những hình ảnh nào mà chúng ta đã học vừa vừa mới học xong đấy vừa mới ôn tập lại đấy vừa mới đọc lại kiến thức nền thì em nhớ được gì em hãy gạch chân nó gạch chân nó và dùng những cái mũi tên nhỏ suy ra ở bên cạnh ta sẽ phân tích hình ảnh này ra sao đây đúng không nào Ok chưa? Nhá, đó Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ tự ôn tập kiến thức nền của các văn bản Cứ như vậy tuần tự tuần tự theo cái bố cục của từng văn bản một đúng không nào? Ví dụ như là ờ uh, bài Sang Thu thì có 3 khổ đấy thì các em sẽ ôn tập kiến thức nền của từng khổ một, đúng không? Rồi Viếng Lăng Bác có 4 khổ thì em cũng lần lượt cứ viết 4 khổ đấy ra sau đó gạch chân những hình ảnh này, những biện pháp tu từ này và ý nghĩa đằng sau những biện pháp đó. Đó, thì chị nghĩ rằng như vậy nó sẽ hiệu quả hơn và đối với bản thân chị nhá, đối với bản thân chị và chị nghĩ là sẽ có thể là sẽ khá là trùng khớp với một số bạn nữa, đó chính là với bản thân chị thì chị viết ra vẫn luôn là cái cách chị sẽ ghi nhớ lâu hơn và gọi là vừa viết vừa thư giãn được ấy chứ sẽ dễ vào đầu hơn so với việc là chị ngồi đọc hoặc là chị ngồi nghe hoặc là chị ngồi xem bởi vì là cái cái thao tác mà mình viết ra ấy thì nó sẽ giống nhất với cả quá trình chúng ta đi thi <laughs> thật sự nó sẽ giống nhất với quá trình chúng ta đi thi là chúng ta cũng ngồi viết, phải tự đặt câu hỏi, tự huy động kiến thức và viết nó ra. Đó cho nên là chị nghĩ rằng là mình viết ra, mình cứ dùng bút mình viết ra vở thì mình vừa tự tự biến mình giống như cái quá trình chúng ta đi thi này, vừa có thể xem lại là quá trình vừa rồi mình đã làm gì rồi, mình đã làm được những gì trong quá trình ôn tập rồi. Đó, thì chị nghĩ rằng là em có thể tham khảo, các bạn có thể tham khảo cái cách đó. Ok chưa? Nhá. Yeah ví dụ là như vậy thì không biết là uh, bản thân các em từ trước đến nay các em có hay ôn tập kiến thức nền của các văn bản bằng cách đó hay không bản thân các em có hay ôn tập bằng cách đó hay không chị biết rằng là nhiều bạn rất là uh, rất là khéo nhá và các bạn rất là tỉ mỉ trong quá trình chúng ta vẽ những sơ đồ tư duy này chúng ta ghi chép này rất đẹp rất sạch sẽ nhưng quan trọng là chúng ta phải tự nhân bản được nhiều những cái bản ghi chép đó mà không phụ thuộc vào tài liệu cơ đúng không nhá đấy có nghĩa là uh, em ghi chép dựa vào tài liệu thì em viết rất là đẹp này rất là tốt này rất là chăm chút cho cái sơ đồ tư duy của mình nhưng quan trọng là cái điều đó phải giúp ích cho việc em học em phải làm thế nào để cái quá trình đấy nó không uổng phí chỉ là không chỉ là những cái giây phút mình chép lại từ tài liệu ra đúng không thì mình phải à đọc kỹ nó này nếu như mà bạn nào mà ghi nhớ dựa trên hình ảnh tốt hơn thì em có thể vẽ những cái hình thù liên quan đến nội dung đó Ok chưa nào? Nhá Đó, thì trong buổi tối này chia sẻ với các bạn một chút như vậy <laughs> ừ. Đó, thì chị mong rằng là cái cách Cái cách mà chúng mình ôn tập với ba bước như thế này Và cái mà chị vừa lấy ví dụ khi mà chúng ta ôn tập về văn bản ấy Sẽ hữu hiệu với các bạn Nhưng quan trọng là các em phải tự giác lên Tự giác lên Và nếu như không tự giác được ấy Thì... <laughs> thì ok, chị đồng ý sẽ đồng hành cùng với các bạn trong dịp nghỉ Tết này <laughs> đó, đó chính là Trong dịp nghỉ Tết này Chị cũng mong muốn có thể mở một chiến dịch Để chúng ta cùng với nhau ôn tập Ôn tập môn văn trong dịp nghỉ Tết Chiến dịch này thì chị cũng chưa hình dung rõ Và chưa xác định rõ về số lượng Những buổi phát trực tiếp Và số lượng những ngày mà chúng ta sẽ tham gia chiến dịch Nhưng chị mong muốn Và đặt mục tiêu đó chính là Trong chiến dịch sẽ có thể cùng với các bạn Thực hành luôn, bắt tay vào việc luôn Cái việc mà chúng ta thực hiện mục tiêu trong năm mới Chị biết rằng là ấy năm mới khi mà chúng mình khai bút thì một trong những nội dung chúng ta khai bút đối với những bạn sĩ tử mà năm nay bước vào những kỳ thi quan trọng là các em sẽ ghi ra những cái mục tiêu của mình ghi ra những cái mục tiêu của mình trong năm mới liên quan đến những số điểm trong các kỳ thi đúng không đó đấy ok chưa đấy thì uh, ví dụ như là cái ngày mà các bạn khai bút ý thì các em sẽ ghi ra mục tiêu của em là được bao nhiêu điểm môn này môn này này đúng không đó thì trong dịp tết này cái chiến dịch của chúng ta sẽ là luyện viết và dựa trên những mục tiêu mà các em đề ra đấy sẽ có một cái bài viết chị xin lỗi bởi vì là mấy chị nó hay hiện lên là bị gián đoạn về mạng ấy không biết là các bạn xem có tốt hay không ừ các em xem có ok không nhá yeah. đó thì chị đang muốn nói về chiến dịch này đó chính là uh, sẽ có một bài viết các em sẽ ghi lại những mục tiêu của mình những mục tiêu nhưng phải cụ thể nhá, liên quan đến môn văn, ví dụ như là mục tiêu của em là học tốt về kiến thức nền văn bản hơn này, mục tiêu của em là viết được những bài văn nghị luận xã hội hay và đạt điểm cao này, hoặc là mục tiêu của em là hoàn thành được 2 trên 2 điểm nghị luận xã hội chẳng hạn. Ví dụ như thế, đó là những mục tiêu cụ thể liên quan đến từng nội dung ở trong môn văn. Thì ừ thì mỗi ngày chị sẽ phát trực tiếp và cùng với các bạn thực hiện những mục tiêu đó chị lấy ví dụ mục tiêu của em là viết về nghị luận xã hội viết được những đoạn văn nghị luận xã hội thì chị sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta viết được đoạn văn nghị luận xã hội và thực hành luôn Chị biết rằng là nhá Không có lúc nào mà chúng ta khí thế và quyết tâm hơn Cái lúc mà đầu năm chúng ta vừa mới viết ra được những cái mục tiêu của mình Đúng không? Và những mục tiêu của chúng ta ấy Nó sẽ rất dễ đi vào dĩ vãng Nó sẽ rất dễ đi vào quên lãng Nếu như chúng ta không thực hiện luôn nếu như chúng ta không bắt tay vào việc luôn đấy cho nên là để chị sẽ cùng với cả các anh chị trong team học văn chị hiên cho cơ sở sẽ đăng thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch này và Tất nhiên rồi, đó là phải có các em cùng đồng hành thì chị mới có thể duy trì được chiến dịch đó. Được không? Ừ. Uhm. Đó nhá. Các bạn đồng ý với chị không? Có bạn nào? Ừ. Uhm. Có bạn nào muốn tham gia những chiến dịch như thế cùng với chị không nào? À, ok, ở đây chị thấy nhá. Các bạn vẫn còn thắc mắc liên quan đến nghị luận xã hội cũng có, nghị luận văn học cũng có tất nhiên rồi khi mà đặt ra câu hỏi là em còn gặp khó khăn gì trong môn văn thì sẽ có vô số những câu trả lời của từng bạn một mỗi bạn sẽ có những cái vướng mắc khác nhau đúng không đó nên là uh, sẽ tốt nhất là khi mà chúng ta xác định được thấy được mình chưa tốt ở đâu và chúng ta sẽ đi lên từ đó chúng ta sẽ khắc phục từ cái điểm yếu đó ok chưa nào nhá đó à ở đây bắt đầu nói chiến dịch là rất nhiều bạn muốn tham gia đây rồi ừ uhm. Vì Tết này thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn mà, đúng không? Dịch dã này thì chúng ta cũng nên ở nhà, chúng ta làm những cái công việc tại nhà của mình thôi để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả cộng đồng nữa. Ừ, ok nhá. Rồi, em nhất định sẽ tham gia này. Rất là hào hứng, đúng không? <laughs> Ok nhá Rồi thế thì bước đầu tiên để có thể tham gia chiến dịch là Hãy ghi nhớ Hãy ghi nhớ ba cái bước để chúng ta ôn văn dịp nghỉ Tết một cách hiệu quả như thế này Sau đó là theo dõi ở trên kênh fanpage này Được không nào Chị cùng với cả các anh chị trong team học văn Chị Hiên cho cơ sở Sẽ thông báo chi tiết cho các bạn Cái cách chúng ta tham gia chiến dịch như thế nào Thời gian ra sao Được không Ừm uhm khả năng là sẽ vào buổi tối các em ạ, khả năng sẽ vào buổi tối ban ngày thì uh, mỗi người sẽ có một cái công việc riêng nhất là dịp tết này đúng không sẽ khó để sắp xếp thì khả năng sẽ vào buổi tối các em nhé, khả năng sẽ vào buổi tối và nếu như mà bạn nào à để chị cũng thể xem tham khảo xem ngày nào đẹp để các bạn khai bút nhé, <laughs> rồi Đúng rồi chị thì đang có một khóa học Ôn thi vào lớp 10 sẽ khai giảng vào sau cái tuần nghỉ Tết của chúng ta Vào ngày 21 tháng 2 thì phải Vào ngày 21 tháng 2 dương ấy Thì cũng sắp rồi Đó cho nên là nếu như mà bạn nào muốn tham khảo khóa học Thì hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị nhá Ừ ok chưa đó, thì bây giờ trở lại cùng với nội dung mà hôm nay trao đổi với các bạn Thì các em còn gì thắc mắc liên quan đến ba cái bước Ba cái nội dung chúng ta có thể áp dụng trong quá trình ôn văn dịp nghỉ Tết này không? Ừ. À và ở đây có lẽ là chắc là phải ghi ghi thêm bước thứ tư đó chính là đồng hành cùng với chị <laughs> đúng không nào? Đúng không nào? Đó đó chính là bước thứ tư là nếu như mà khó thực hiện quá thì có thể tìm đến chị ạ. À? <laughs> Rồi ok. Đêm 30 luôn à? Ừ. Rất là khí thế đúng không nào? đó nhé thì các em ơi với những gì mà chị chia sẻ trong một phần phát trực tiếp chị nghĩ là uh, nho nhỏ thôi mỗi ngày chúng ta tích lũy một chút nhưng mà các em hãy thử áp dụng trực tiếp vào quá trình ôn tập của mình xem sao nhé bởi vì là chị nói như thế này ấy thì có thể là chưa đề cập được hết đến những cái trường hợp mà các em có thể gặp phải cho nên là không gì quan trọng bằng việc các em cứ tự thực hành đi ok chưa các bạn cứ tự thực hành đi rồi có vấn đề gì thì lại trao đổi tiếp cùng với chị được không nào à ok ôi xúc động thật sự luôn <laughs> đó tinh thần của các bạn như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không mở một chiến dịch vào dịp tết này đúng không rồi ok ừ thế thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một bài viết cụ thể liên quan đến chiến dịch các em nhé được không nào và những cái điều mà chúng mình cần chuẩn bị đó chính là gì xác định cho mình cái mục tiêu đây này ba cái bước đầu tiên này này thì cái bước quan trọng nhất ở đây các em phải biết được và các em phải gọi là chia sẻ cùng với chị những gì mà các bạn còn đang thắc mắc thì chị mới có thể ôn ôn chúng ôn tập đúng vào những cái vấn đề của các bạn được nhá ok chưa ừ rồi và chị rất rất vui vì trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay các bạn lên xem rất là nhiệt tình này và rất là hưởng ứng với những cái ý tưởng của chúng ta trong quá trình nghỉ tết để chúng ta có thể tận dụng tốt những cái ngày nghỉ tết này rồi chúng ta sẽ cùng hứa với nhau là sẽ có một cái kỳ nghỉ tết mà ôn tập thật là hiệu quả nhá không chỉ là trong môn văn mà có thể là đạt được những cái mục tiêu mà các em đã đặt ra nữa ok chưa ừ đó rồi à, còn lại thì chúng ta sẽ đón đợi những cái thông tin chi tiết ở trên trang fanpage học văn chị hiên cho cơ sở này nhá. <laughs> ok cảm ơn các em rất là nhiều rồi hẹn gặp lại các em trong một buổi phát chính thức của chiến dịch ok chưa ừ còn từ giờ đến chiến dịch thì có thể là sẽ có thêm những cái buổi chia sẻ cùng với các bạn nữa <laughs> Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều Còn bây giờ thì chúc các em sẽ có một buổi tối Thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình này Chúc các em sẽ có một kỳ nghỉ Tết Thật là... Ừ, tất nhiên rồi, thật là mạnh khỏe Ok chưa? Thật là mạnh khỏe Và sẽ hướng đến một năm mới Mà chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra ừ, Cảm ơn các em rất là nhiều Còn bây giờ thì tạm biệt Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau nhé Bye bye